Sang đến khu vực này là bán hải sản tươi sống của chợ Cái Răng. Đây mình thấy có ghẹ này, cua này, mực mai, còn mơi nhá. Đây là con mực mơi rất đẹp. Còn có cả ốc hương như vậy đấy, rất nhiều ốc hương. Tôi bán giờ này là bán rẻ đấy. Tôm này có 250 một cân nhưng mà tôm này được bao nhiêu con một cân hả cô? 40 con. 30-40 con em tổng đấy. Bán 25 nữa rồi này là bán rẻ. Có 250 một cân nhé mọi người nhé. Rất là rẻ. Tôi phải tôm nước mặt đấy, không phải tôm. Đây tôm nước mặt đấy. Tiền ơi, bán rẻ thì 300 đấy. Nay bán rẻ để đi chơi ăn Tết đấy. Vâng. Bắt đầu quy trình vận hành đấy. Thì trước là phải giã bằng tay, nhưng mà bây giờ là giã bằng máy đỡ cái sức lao động đi. Cố thì vẫn là cố đá nha mọi người nhé. Cái này là vẫn ngon hơn rất nhiều so với cái công nghệ và so với xay. Giã thì nó sẽ rất là đều hơn. Ở chỗ này mình sang có một quầy chuyên bán tôm hùm. Và bác ấy đang vớt tôm hùm ra để cân. Cân xem là phân theo size mọi người. Con này mấy lạng thôi nhỉ? 4 lạng. Ê, gọi là tôm hùm gì ạ bác? Tôm hùm bông ấy ạ. Xin chào các bạn đã trở lại với kênh YouTube của giáo sư Trung Tăng. Hôm nay mình đang ở trước cửa chợ Cái Răng và buổi sáng ngày 30 Tết. Mình mời mọi người sẽ đi đồng hành cùng với mình xem không khí chợ Tết của ngày 30 nó như thế nào nhé. Đây là ngay khu vực này mình thấy có bán rất nhiều rau củ quả. Gồm có thấy có ngô này, cà rốt, khoai tây, bắp cải. Mọi người đang tranh thủ đi mua rất là nhiều. À, đến khu vực này mình thấy có bán hoa, các loại hoa. Chợ bây giờ đang tương đối nhộn nhịp thì mọi người. Mọi người sẽ tranh thủ đi mua để về nấu nướng cũng tất nhiên. Ở chỗ này mình thấy người ta bán con tàu đất. Tôm rất là tươi. Mình thấy có rất nhiều cá biển. Đấy, ở đây có các con cá chim, cá song, cá vược, rất nhiều luôn. Giờ mình sẽ đi vào trong khu vực chính của chợ. Rất là đông mọi người. Mọi người đi mua bán rất là nhiều. Đây mình thấy có một hàng bán gà và thịt trâu. Rất đông người mua. Gà làm sẵn này. Và thịt trâu thịt bê. Cái này có để được cái không? Để được, để được bao lâu? Để được. Đi để mà ăn đâu một tuần sau mới ăn thì để vào ngăn đá. Đấy, có một hàng bán tôm sống, tôm mình đang sống này mọi người. Tôm rất tươi.
Đây mình thấy có một hàng mà bán con ngán đặc sản của Quảng Ninh. Đấy, ngán rất là to. Sang bên Nga, hàng tôm này thấy có hai loại giá, loại là 220 loại là 200. Tôi lấy 330 nhé. Tươi nhảy hết ra ngoài rồi. Còn đang sống rồi. Đấy, ra ngoài. Nhảy. Rất tươi ngon. Bây giờ mình sẽ đi vào trong chợ. Con này là ở chợ, khu vực này mình thấy có hai cổng. Phía bên tay trái là cổng số 2. Và mình đang đứng đối diện ở khu vực này là cổng số 1 của chợ Cái Dăm. Bên bãi cháy nhé. Khu vực trước cổng chợ có rất nhiều hàng hải sản tươi sống. Còn thấy có tôm này, cua này, đây là dạng cua nhỉ, cũng như cua không dây nhé, và đây là mực, mai này, và có mình thấy có cả con bạch tuộc đấy mọi người nhỉ, bạch tuộc này. Ở khu vực này mình thấy có bán rất nhiều giò chả và bánh chưng. Mọi người đang đi mua bán cũng rất là tấp nập. Và ở đường phố thì đây là trang trí rất nhiều các cái cờ hoa. Một không khí Tết rất là rộn ràng. Giờ mình sẽ đi vào bên trong của chợ Cái Dăm. Ngay ở phía đầu cổng rất nhiều hàng bán hoa quả. Đây, quả vật thủ rất đẹp này mọi người. Táo, rồi hồng xiêm, nho, dưa hấu, bưởi, các loại bưởi, xoài, mặt hàng rất là đa dạng. Và mình cũng có thấy rất nhiều khách Trung Quốc đi du lịch như mọi người. Khu vực bán hàng hoa quả ngay ở tổng chợ Cái Dăm này thấy rất là phong phú các loại mặt hàng. Đến ngay đến khu vực này thì mình thấy có rất nhiều hàng bán thịt lợn, hàng bán thịt lợn cũng đang rất là tấp nập, nhiều người mua. Đây mình thấy bán thịt lợn, thịt trâu, thịt bò, rồi bán gà vịt làm sẵn nhé, cũng nhiều lắm mọi người, rất nhiều gà vịt làm sẵn. Đấy, mọi người thấy nhiều gà chưa, kỳ nhiều gà. Mình di chuyển sang khu vực này là đồ bán hải sản, hàng hải sản khô. Mình thấy có rất nhiều mực, mực khô to nhỏ có hết, rồi cá chỉ vàng, rồi các loại nước mắm, nước mắm cát hải, rồi có nước mắm cát hải sá sùng. Sá sùng là con ở dưới biển, rất là ngon và có giá trị dinh dưỡng kỳ cao, mà giá cũng rất là đắt. Tầm Tết bây giờ phải tầm 6 triệu, 7 triệu một kg khô nhưng mà mọi người. Đấy là con cá sùng khô.
Lát nữa mình sẽ đi sang một cái hàng có con sáo rồng khô, mình review cho mọi người. Đây các mặt hàng khô rất là đa dạng. Mực xé, đặc sản Hạ Long, cá chỉ vàng, cá này là ra tẩm ướp này, rồi cá nục, ruốc tôm, rất là phong phú. Đây, ở đây mình thấy các du khách Trung Quốc này họ rất thích ăn hoa quả của Việt Nam. Họ đang mua dừa này. Là khách Trung Quốc. Ra nếu mà bán hàng ở khu vực này là cũng phải biết học thêm tiếng Trung Quốc thì mới cái khả năng bán hàng sẽ tốt hơn. Thì rất nhiều khách Trung Quốc sang khu vực này. Ở khu vực này thì bán rau xanh, cần tỏi, tía tô, dưa leo, nấm, ớt, đầy đủ hết các loại rau. Đa dạng mặt hàng rau này mọi người. Có cua này, tôm này. Rất nhiều loại tôm. Tôm này, tôm số đây. Đây là có cái tôm tôm vằn rất đẹp. Tôm số này bán này 27 triệu. Sọc kia bán 1 triệu 4 một cân. Cái tôm sọc này là 1 triệu 4 đúng không? Đây là tôm sọc rất là ngon và đắt nhất nhá, rất đắt nha mọi người nhá. 1.400.000 một cân tôm sọc này. Tôm sọc này còn đắt hơn tôm hùm. Đấy, ở đây là có hai chậu với nhau nhá. Đây là chậu tôm hùm. Tôm hùm và tôm sọc. Đấy, có rất nhiều mực. Vẫn là hàng này bán mực mai rất nhiều. Rất nhiều mực mai còn đang bơi. Rơi ngọt chưa? Còn người thấy thuyền đang bơi. Mực này hôm nay bao nhiêu tiền một cân hả chị ơi? Mực này 450. Mực hôm nay là ngày Tết rồi nhá mọi người ạ. Hôm nay là giá cũng nhích nhích lên 450 một cân. To hơn rồi, một cân 3 con là hơn 3 lạng. Cá thịt nạc là 1 cân 1 con. Có loại 1 cân này thì là 1 cân 1 con là bao nhiêu tiền 1 cân hả bác? 1.350. Phân sai. To ra chỗ của loại to, còn loại nhỏ thì sẽ cho ra loại nhỏ luôn. Bác có rất nhiều tôm hùm. Mọi người nhìn thích chưa? Rất là chất lượng. Đây là mình giới thiệu cho mọi người, đây là tôm hùm bông nhé. Vận chuyển mà quãng đường rất là xa thì mới ra đến là Quảng Ninh. Cực kỳ nhiều tôm luôn. Đấy, hàng nào mà mình thấy là họ cũng đều đang bắt tôm ra. Rất nhiều tôm. Nói chung là sợ cái răm này hôm nay mình thấy rất nhiều mực nhé. Trong các cái hàng bán hải sản tươi sống này, chủ yếu là mực. Những con mực này cũng rơi vào tầm khoảng 2 cân một con.
đẹp chưa? Đẹp mà đang bơi lững lờ. Và thật là thiếu sót khi đi đến chợ Cái Dòng này là các hàng chả mực. Có rất nhiều các hàng bán chả mực. Rất nhiều luôn nha mọi người, chả mực đa dạng các loại. Và đây mình thấy có một cái cối giã chả mực hay mọi người. Hay là chả mực đa đặc giá nha mọi người nhé. Đã sản xuất giá luôn tại chỗ luôn này. Ôi thơm lắm mọi người ạ, rất thơm. Và đây cái nhà hàng này là Minh Hiếu chả mực giá tay, có số điện thoại ở đây. À, theo như mình nghĩ đây là những cái mẻ chả mực cuối cùng của năm đây. Đây là anh tiếp tục cho thêm một bể nguyên liệu mới vào làm này, rất là cẩn thận nhá. Ê, mực là phải lau khô này, cứ để lau khô luôn. Về đi thôi, vào mới nào à? Cái nguyên liệu là đấy, sau đó là làm sạch sẽ. Thế năm nay sao mà lặn lờ sâu thế? Đây và anh ấy cho phải cho cần cần thắng được một hai hôm mai kia đây về nhá. Và nó bị ngon chưa? Nó ăn đấy. Nó làm mà nó làm luôn. Sau khi được giã thì sẽ cho vào nặc và sau đó là rán luôn, để rán luôn mọi người. Mình thấy con mùi rất là thơm. Chỗ này là mình thấy câu đoàn khách Trung Quốc đang đi mua cua. Biết năm nay mình thấy là người Trung Quốc sang bên Quảng Ninh du lịch cũng rất là nhiều. Vừa rồi mình đã tranh thủ mình review được gửi đến mọi người cái không khí Tết ngày 30 Tết ở chợ Cái Dăm, thành phố Hạ Long. Bây giờ mình sẽ xin phép mọi người mình dừng video tại đây. Mình hẹn mọi người ở các video sau. Xin tạm biệt mọi người.